Cứ để nó xuống dắt nó đi được mà, cần gì phải bế. Anh hello chuyên nghiệp, phải thế. Phải thế là mình yêu chồng nó. Tây chuyên thế mà. Sổ ra đến đường đỉnh rồi. Tây nó nhìn thế này nó buồn cười lắm. Con này mặt nó đẹp, khung nó to. Cái này đợt anh đi mua về đầu tiên anh nhỉ? Con này là con mua đầu tiên. Nuôi ở quê hay à? Mua nuôi Hà Nội. Nếu mà nhìn bố trẻ con mà thì đéo rồi thì tin ra là anh phải tin chứ, qua tay anh gái không nhìn thấy anh đâu ra mới thấy. Giám khảo kiểm tra chó. Như bây giờ anh trẻ quá, nhìn không nhận ra được. Dạ. Em bây giờ em chuyển về Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam.